Anh em xem nhớ bấm Bá like Phở và Chim nó đăng đã ký là để một cái ủng lợi hộ cho thế mình so nhé. với người Cảm khác ơn anh rồi, em biết nhiều được người nhiều. ta là máu giáp như nào, tài nguyên như nào để mà đánh rồi, đúng không? Qua được không, hứa làm clip với mọi người là phải làm. Chẳng qua là dạo này hơi nghiện U công, một tuần chơi Naraka chắc được đúng 2 lần. Mà nói thật với anh chơi hay này, khi nào mà bị người khác đá ấy, thì mới hiểu cảm giác được, chứ còn đang vui sướng này thì chưa hiểu được đâu. You asked for this. Khi nào mà phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Ok, chúng ta tiếp tục quay trở lại với trận đấu nha. Vừa rồi thì mình mạo hiểm với con Viper một chút. Mình đứng ở đấy để mình nhặt đồ. Là mạo hiểm nhá, mạo hiểm chặt 100% anh em ơi. Đây có Bounty này. Cứ ăn đi. Đánh từ bên trên xuống anh em ơi, đánh từ bên trên xuống nhá. Góc đẹp để bên trên xuống. Rồi lừa được à. Nổ tiếp à. The power is coursing through. Đếp. Đá. Rồi. Đá. Đây là TMC này, mất luôn. Mất luôn game này rồi. TMC vừa rồi vào vội nhá. Vừa rồi thì mình cũng bị lỗi. Mình bị lỗi. Nhưng mà TMC cũng lỗi là TMC lại vào vội. Chém 2 nhịp ấy, mất turn rồi. Ready to fight again. Hello Michael nha. Đây có tiếng này, có tiếng là ở ngay gần này. Khả năng là con Dipping Yin kia. Đúng. Ê, đỡ xanh rồi kìa. Thả luôn này. Thả luôn này. Đỡ này. Không. Mày chém thủ đức vừa rồi cũng vội luôn. I cannot abide cracks in my armor. Hello Phạm Minh Vương nha. Đây là hai người đánh bên này nhá. Đây là con quý doanh doanh này anh em ơi, con quý doanh doanh. À không, không không, con chưa khởi linh. At the peak of martial arts. Đỡ rồi. Né. Đỡ. Đỡ tiếp. Né tiếp. Rồi không sao hết. Rồi né. Né này, né này. Đỡ này. Ai ạ. Trước sau. Bắt, chém chết. Ok, Trung Quốc đã chết này. Stand those who never miss. Giàu ấy chứ ta. Lấy đu blade đi, đu blade sẽ ngon hơn. Hồi nó ra đây, hồi nó ra đây. Lao lên đây tìm lại xem có sen không nhá. Có sen. Mắt này, ở nép không? Đỡ, rồi, ở nép không? Né ra một bên này. Thả luôn này. Rồi, lỗi mình. Đoạn này không đâm được đâu. Giữ lại này. Chết này. Đưa qua đây. Hello Julius Lương nha. Đây rồi. Chưa. Cộng một trà chanh. Ui cảm ơn Cam Tuyết đá say. Cảm ơn anh Hiếu nha. Cảm ơn Cam Tuyết đá say. Cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Em vừa rồi em hơi tập trung một tí.
Tại mãi chưa có clip nên là cứ phải tập trung để làm xong cái clip đó. Anh chơi bằng phản xạ. Thường thường với cái ping này thì phải chơi dự đoán nhá. Phản xạ khó lắm. Ví dụ như đoạn này. Phá luôn này. Phá luôn này. Né này, né này. Và lại, đỡ này. Không đỡ đúng không? Đỡ không? Ông này bị làm sao ấy. Đi mua shop nha. Thôi kệ đi, đá thì cho đá, nhưng mà trận này không chơi kiểu kia nữa là ok rồi. Trận này không vào rình săn là ok hơn rồi. Thế là đẹp rồi. Chỉ cần thế thôi. Tí anh em đánh bằng trình độ, đánh bằng xanh chín với nhau thì nó hay hơn, nó hợp lý hơn. Just as I expected. Chúng ta có giáp vàng nha. Bây giờ nhìn xung quanh này, lúc nãy ở dưới này có 4 người này, dưới này có 2 người này, thì khả năng ở chỗ này sẽ có người này, chỗ này sẽ có người này. Bên trên thì lúc nãy mình chụp không để ý, nhưng mà bên trái bên phải, bên trái này sẽ có này. Nên là chúng ta sẽ di chuyển sang cái quãng đường, cái này sẽ là ok nhất để tìm người. À, có khi nào phải khoác cái chăn không thể, cái điều hòa lạnh quá. Đây là người này. Bắt lại này. Đánh ép. Rồi xong ép là chết. Đỡ. A troubled mind spells doom and cup at the peak of martial arts. Stand those who never miss. Làm sao để lướt qua thiên không à? Nó cũng giống như việc gồng ngón xanh ở thiên không á. Nijoha. Phải không nhỉ? Chắc bạn này cũng mới chơi. Các bạn tiên hải kia thì chắc vừa mới chơi. Ui, chỗ này nhiều xác nha. Đây rồi. Đúng rồi, đúng anh chơi hay rồi. Đấy nha, thả icon, ok. Đấy, mình xanh chín nên người ta xin thì mình cũng ok, mình xanh chín rồi, có gì đâu. Đây, có người nha. A troubled mind spells doom in combat. At the peak of martial arts, stand those who never miss. Nhiều đồ thế. Ready to fight again. Khéo phải tắt cái điều hòa nha bạn. Lạnh run người luôn á. Đó, con này đánh xanh chín như này thì ai chả quý. Đúng không? Đấy, anh em biết nhau đánh xanh chín như này là như này thì mới quý chứ. Cứ còn rình mà hạ gục thì không đẹp. Bất tử của Kurumi có chống được đam bùa á? Không được đâu nha Kim Cường ơi. Troubled mind spells doom in combat. Đã, xong. Rồi. Stand those who never miss. Anh Hiếu ơi, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại anh Hiếu ơi. Thôi bây giờ mình có mắng mỏ thì cũng có khác được đâu. Thôi mình nhẹ nhàng, may ra nó còn hiểu. Thế là nó thương mình thì nó không đánh như thế nữa. Thì mình còn được nhờ.
Vào này. Matari lại lướt lại đồ. Có Matari cái gì tê trần đấy. Mẹ. Cũng 3 lần à? At the peak of martial arts stand those who never miss. I cannot abide cracks. Mày lại đến mấy giờ á? Đang đợi Hennessy à? Đợi Hennessy cứu đói là chính à? Ready to fight again. Rồi đi rồi, vậy là anh chơi hai đi mất rồi. Constant honing. Nếu mà đúng mà khả năng quãng đường di chuyển ấy thì khả năng mình sẽ gặp một hai người ở đầu bên này. Mình nghĩ là mình sẽ gặp một hai người ở đầu bên này. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái cổng nó đều ở bên đấy, còn mấy cổng bên trên này thì tỷ lệ nó thấp hơn. Đây quãng đường di chuyển nó xa, đa số là ở bên dưới. Hoặc đa số nó sẽ ở sau lưng mình, đa số nó sẽ ở sau lưng mình chỗ này này. Đó thì mình đoán hai trường hợp thôi thì mình đi bên này đi. Đấy, đây này, đúng chưa? Đây con dài mất V này, con dài mất V là chơi được này. Your souls are so fragile. At the peak of martial arts stand those who never miss. Ờ, không sao. Đỡ này. Troubled mind spells doom in combat. Shadow thickens. Let the storm of metal rage. Rồi. Cái này là họ đánh mình nhá. Cái này là họ đánh mình á, nên mình phải đánh á. Lúc đầu là mọi người nhìn thấy mình chạy qua là mình không đánh rồi đúng không? Mình đánh con trai mà một phần là bởi vì con trai nó yếu. Nhưng mà lúc sau họ đánh lại mình là mình phải trả thù lại ngay. Nếu không là để họ có cơ hội là... Rồi. Thả luôn. Vụt bắn. Né. Vụt. Né. Đòn trước sau. Chết. Đòn 3. Rồi ok. Chuột phải. Bắt. Chuột trái. Bắt. Kiểu gì bắt được thôi. Bắt tiếp. Usada. Chết. Anh xồn vào, chỉ có thể là anh, chỉ có thể là anh. Muốn được nghe tên FA me yeah. Chỗ này không có người này. Đó, cái pha vừa rồi thì có bùa chú tước này là cứ đánh thoải mái cho mọi người, không có gì phải vội cả. Có bùa chú tước mà. Bình thường mà, pha đấy thì xử lý. Pha đấy thì không hẳn là cắn trộm, mà là pha đấy là vớ được ai, tại vì người ta dính trạng thái dương hư thì vớ được ai để người ta đánh thôi. Lúc đấy thì thời gian cũng hình như còn khoảng hơn 2 phút. Thì cũng không trách được, cái pha đấy thì cũng không trách được. Tại mọi người đang kiểu mang cái suy nghĩ là người ta sẽ đá thử chim thì người ta sẽ đánh mình nhiều hơn ấy. Nhưng mà thật ra thì cái pha đấy cũng đúng, phân tích ra thì pha đấy vụt được ai thì vụt. Tại vì vụt con lưu luyện thì sẽ dễ hơn so với vụt một con cát. Tại vì con ân tử bình nó không thể đánh trong cát được. Nên là cũng đúng thôi, không trách được. Vào cổng nha. Hổ à? Hổ thì lại hơi mệt nhá. Hổ à? Con hổ thì đánh bằng quyền nhận đi. Hổ đánh bằng quyền nhận dễ đánh hơn. Hổ đánh bằng gậy là hay bị vồ. Đá. Né. Đá tiếp. Né. Ôi, né rồi vẫn tính. Lỗi đó. Giữ khoảng cách. Gồng xanh. Né tiếp. Đá, né này. Đó. Đá, ở đây không kịp bắn em luôn. Đá, đê rồi, A ra ca. Anh Hiếu ủng hộ tiên sứ quán.
Em cảm ơn anh Hiếu nha. Lưu luyện còn 2 lần V thôi mọi người ạ. Đánh solo bây giờ còn 2 lần V thôi, hơi cùi. Nãy ở đây một cái là không có người này à, mình nhớ bên trên. Xem có tiếng chân không, có tiếng chân không. Quay lại bắn chuông nhá, bắn chuông ở đây này. Đó, không có thế thì ở đây. Đó, khả năng đấy đó. Ở đây, quanh đây nó có 3 cái sen mà mọi người. Donate qua WeScan không hiện à? Thế chắc là do WeScan nó bị lỗi. Đây này, đó, người đây này à, hello Hina nhá, cảm ơn Hina nhiều nha. Quý này bao nhiêu tuổi rồi á? Móc lại này. Đây là lợi thế nhá. Cái này là lợi thế của mình á. Đá này, ok. Bé này. Đó, lợi thế. Một ăn hai là có luôn. Lợi thế một ăn hai á. Đó, lợi thế một ăn hai. Né ép này. Không dùng ép luôn. Đỡ. Đỡ. Rồi xong. Đấy, ví dụ như mình không biết thì mình cứ đánh như thế này thôi, có cái gì đâu. Thì không ai nói gì. Không có gì phải nhường cả mọi người ạ. Nhường là chết thôi, nhường là chết mình ấy chứ. Nhường là hại mình ấy chứ, có cái gì đâu. Cloud Weaver này, Cloud Weaver cho vào đây nhá. Thương, thương. Có ngọc thương. Martian Spear này, bỏ Assault Smolder thì lỗ quá. Bỏ một viên giảm sát thương cũng được. Đạt Phạm. Hello Đạt Phạm nha. Hôm nay phải làm xong cái series lớp học solo. Bây giờ còn 3 người đúng không? Bây giờ hiện giờ còn 3 người. Nếu như mình đánh trong tình huống này thì chắc chắn mình là người lỗ. Đấy. Không cần biết là mình có out trình đối thủ hay không. Đối thủ có hay là pro hay là kém. Thì những cái lúc như này này, mình chỉ nên câu kéo mình bắn để làm thế nào đối thủ ấn V thôi. Thì thằng thứ ba nó sẽ vào đánh. Thằng thứ ba nó sẽ vào đánh cái người bị ấn V ấy. Chứ còn bây giờ nếu mà mình lao vào mình đánh tay 1-1 nhá, mình đảm bảo với mọi người luôn là kiểu gì mình sẽ mất một cái gì đấy, F hoặc là V. Chứ không có chuyện là mình có thể ăn một người dễ dàng một cách không mất F không mất V được. Đâu rồi nhỉ? Shop ở dưới shop, ở dưới shop. Bắn nấm này. Sao lại thái cần nhỉ? Có quen đâu. You will pay for your crimes. A troubled mind spells doom in combat. Đó, thấy chưa? Đấy, thế là thằng thứ ba tự vào đánh luôn, thằng thứ ba. Thằng thứ ba kìa, đó, thấy chưa? Mình phải đuổi xuống đuổi đằng bên dưới. Rồi mất em, mất em mất về. Đấm 1 2 3. Rồi. Đó. Bắn nấm này, bắn nấm này. Đó. Hay á. Vẫn dính. I cannot abide cracks. Hồi máu giáp đi, hồi máu giáp đi. Bắn này. Thả luôn này. Xuống dưới đi, xuống dưới đi. Ra khoảng cách. Ra khoảng cách rộng rãi hơn tí.
Bắn đấm này, bắn đấm này. Rồi, đối phương đã có giáp mới, mình không vội, mình hồi máu giáp đi, mình hồi máu giáp đi. Né này, đỡ. Rồi, đá. Né, 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 rồi. Đá này. Lừa này. Đấm này. Bắn. Bắn tiếp, đỡ. Né. Đỡ. Rồi, không sao, né. Bắn cả Viper V1 luôn. Ây á. Lỗi, đang định chạy ra cái bụi này nhưng mà vướng. Không chết được đâu. More magnets. Let the storm of metal rage. Rồi, Kaito Kirishima. Đánh con đại đao thì không nên cầm cùng với con tướng Viper nhá. Kaito ơi. Con Viper không phải với hệ tướng mà nó đi cùng với cái đại đao tốt được.